lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió đưa man mát gợi những âu sầu, đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây. Gió lạnh lùng mang nỗi nhớ, mẹ già chờ con ngồi đêm la rơi. Đêm bao nhiêu lá mà con chưa về, ngày xưa con bé nơi giờ mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Con ngày tháng lòng đầy lỡ sầu nhớ, bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có kính mời cô chú Ứng Phương ở tổ 68, phường Nguyễn Thái Học, cô chú Vinh Thành, hàng xóm anh chị Hồng Thiệp, tổ 36. Không tin là không biết
Chào
thật tổ chức đi cho cô chú thật tôi
Lan Hà, tổ 36, vừa có cháy học về thăm viếng, xin kính mời. Ngồi đêm la rơi,
đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Ngày tháng lòng đầy lo sầu nhớ, bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều này ngồi đây lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thấm tuôn trào. Bao dấu yêu xưa giờ nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con hoài. Còn đâu bao dấu yêu xưa giờ nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị qua quan linh cùng với em quân quân về đây là để thăm viếng người tiễn đường em lúc ra đi. Em xin cảm trong lòng thương cháu quá đi thôi tổ ba bảy bảy người đâu sau đồ thương tình tới thăm thân em người ta đi có hẹn ngày về chuyện chẳng chẳng về mà đông đông may là cho số phận người thiệt thòi đã phải sớm ra đi buồn ra ra không bao giờ trở lại để lại nỗi đau một chút mẹ già như chiếc nghi là bà sao y con là để mẹ tuổi già phải cộng công đứa cộng công mẹ cộng công y cha hôm nay là để mẹ già đau đớn lắm con ơi. Tổ ba sáu vẫn phải học, anh chị Tuấn Lâm tổ ba sáu vẫn phải học về thông tin. Tôi cháu ơi. Mẹ còn
mẹ dặn dĩ hai con. Ôi mẹ nhà dặn là các con nay ở trong trong nhà, mẹ đi rồi mẹ sẽ lặng mẹ dặn con rồi mẹ đi mà lại chẳng trở về với hai con đã chịu thiệt thòi, bởi mẹ cha là chẳng trở mỗi người sống đúng mỗi người mẹ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Chúng tôi thay mặt tổ đảng, tổ dân phố 36, chi hội chữ thập đỏ phố Hòa Bình, phân hội phụ nữ tổ 36, cùng toàn thể bà con dân phố phố Hòa Bình, cùng thắp cho chị một nén nhang thơm, cầu mong linh hồn chị nhanh chóng được siêu thoát. Vĩnh biệt chị, chúng tôi xin một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Trên đời của ban tổ chức tang lễ và gia đình xin chân thành cảm ơn tấm lòng tình cảm của tổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cho là bạn đang nghĩ
Đang vào phần lễ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.